Vâng, tiếp tục lại một cái hình toàn cảnh cái lô loa bình dân hôm nay em về ngày 14 tháng 12 2017. Em giới thiệu các bác cặp loa này em thấy rất là thích, loa rất là chất, dòng loa rất là hiếm, loa thùng chất nặng, dòng loa Sony bát vuông APM22EF. Dòng này nó là dòng gông đúc bát, nó là bát mỏng vuông, con này đánh tiếng bát rất là lực. Đấy, các bác có thể ngắm hôm nay em về nhiều loại vừa mới dỡ xuống, ngày mai các bác qua em sẽ test loa cho nó các bác nghe thực tế luôn. Hôm nay em chưa test được tiếng bởi vì bóc ra rất là nhiều loại. Các bác có nhu cầu thì alo cho em số 098 369 8887, địa chỉ 67 ngõ 225 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội.